Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải nè mọi. Và bây giờ thì nãy giờ Khải là chính ông tu trong bang cũng tương đối là xong rồi. Thì bây giờ Khải sẽ nghỉ bình và Khải sẽ lên đảo, Khải sẽ mang lại cái vũ khí kia, vũ khí kim. Vũ khí kim đó Khải đánh tăng trưởng môn hộ thổ cho vui nè mọi. Hiện tại thì nếu đã sở hữu đánh tăng trưởng môn solo á thì cái đao thủy nó vẫn tốt nè. Nhưng mà mình không có đao thủy nè mọi. Nên là chắc là Khải đưa về hướng đao kim rồi Khải đánh tăng trưởng môn cho vui nè mọi. Rồi. Bây giờ thì trước khi đánh thì bây giờ Khải ăn một số các bạn cho nó mát đã. Đại ca vạn thì Khải đang ăn mới có 62 cái thôi. Giờ Khải ăn thêm ca hơn cho nó úp 1 tỷ kinh nghiệm cho nè. 2 tỷ chứ. Này chỗ này 2 tỷ Khải mới ăn có 234 thôi. Giờ Khải ăn kiếm lệnh bài boss rồi đánh luôn nha nè mọi. Hiện tại bây giờ Khải đã chuẩn bị cho mình được một rương lệnh bài boss nha nè mọi. Tương đương là một rương là hơn 60 con hả nè. Rồi bây giờ cắn nè. Em mình điền ca vạn cho anh em ăn cho anh em xem. À, ok, nuốt nè. Cái các bạn này chủ yếu cúp úp kinh nghiệm thôi em, với lại lấy tốt cá nhân tốt băng họ thôi, chúng không gì nhiều cả. Anh xong Khải lên đảo đổi cái set đồ thổ đồ kim là được, chủ yếu kiếm mấy cái lệnh bài boss này mà. Ồ, vẫn chưa có lệnh bài boss nào luôn, kinh nghiệm úp cấp luôn chứ 14 rồi. Nhiều anh em hỏi Khải rất hạn á, tại vì là Khải chưa ăn các bạn đó nè. Anh các bạn là 2 tỷ kinh nghiệm đó là Khải sẽ úp là 114 và khoảng tầm 40% đó nè. Theo Khải dự đoán là khoảng tầm gần 40%, 35-40% á thì Khải sẽ lên là top thôi. Đó. Hôm qua úp quyết tống kim rồi, giờ tí nữa Khải ấm thêm 200 cái tống kim nữa là Khải sẽ lên được mấy trăm triệu nữa, Khải sẽ úp rất là nhanh luôn. Lần này ăn cho mát level luôn nè. Ô, không có lần bài boss luôn, một con nè. Một con nè, một lần bài boss nè. 14. Hai con nè. Quyến tím vài con nè mà, hai con nè. Ừ, lần bài boss lại chứ. Tối nay lại đánh 17 boss chứ. Tối nay đánh lần bài boss xong Khải sẽ chơi với nè. Ôi. Xong tầng nhiệm môn Khải sẽ đánh lần bài boss, xong tầng nhiệm môn Khải sẽ đánh lần bài boss nha. Ồ, mất cái hai con này mà tính là anh cả vàng chủ yếu lấy kinh nghiệm thôi nè mà, chứ còn boss thì chưa có nhiều nè mà, mất cái hai con. Ôi, kinh nghiệm anh em thấy cứ 500 mấy tỷ triệu, 2 triệu, 3 con. Ồ. Kinh nghiệm này từ 1,5 triệu 902 triệu tùy anh em ơi, anh khi nào mắc đủ 2 tỷ xong anh em ơi. Tối nay là khoảng tầm 11 giờ đánh em ơi, 11 giờ đánh đến khoảng tầm 12 giờ, 11 giờ đánh. Ồ, vẫn chưa mát luôn, vãi đấy anh, cỡ đó vẫn chưa mát nè mày, coi nhiêu cái nữa còn 300 triệu nữa. Úi trời ơi, là 1k3 rồi, 1k3 chưa mát nữa, phải ép thêm rút thêm 250 cái nữa rồi. Một ca tương đương 1,5 k nè mà, 1,5 k bánh, 1,5 k bánh nhân cho 3,5 nhân cho 3,5 vạn một cái thì tốn hết khoảng 5k2 vạn nè mày, 5k2 vạn nè mày, vãi nồi chưa, 5k2 vạn ở cái bình này nè mà tương đương khoảng 10 kim nè, khoảng 700 nghìn, cũng không rõ nữa, khẳng định đây. Ồ, gần 1,5 k muốn mát luôn nè mày, còn xíu ở trong mát luôn nha đó, kiếm vài cái lùm bài boss mà chua ha. Này chủ yếu lấy kinh nghiệm nè mày, kinh nghiệm bên tay trái này thôi. Ồ, vẫn chưa mát luôn. Vãi đàn. 1,5 k rồi. Còn vài cái nữa, ồ còn vài cái lẻ nữa. Vài cái vài cái lẻ nữa, úp cho nó mát luôn. 3 dần 5 một cái nè, 10 cái nữa. Rồi full. Full nè em ơi, full 2 tỷ nè, đó. Full 2 tỷ nè, được Khải nhận vòng sáng luôn, vòng sáng là tăng được 500 máu nha nè. Nhận vòng sáng cái ăn mắt cả hai bên nè. Nhận vòng sáng thành công nè. Rồi, nó nhảy thành góc vòng chưa? Vẫn chưa góc vòng luôn. Ok, Khải nhận vòng à. Tăng được ít kinh nghiệm này mà. Quản lý vòng sáng. Vòng sáng, vòng sáng, bật vòng. Ok, nhận vòng thành công. Nhảy thành nữa. Ô, không thấy vòng luôn đâu mày, vãi đạn. Bị lát à. Chắc bị lắc vòng này mà. Không sao. Có vòng rồi ạ. Máu lên 3k2 là ok rồi đó. Rồi, phải có ngựa vòng sáng rồi nè em ơi. Mà con ngựa này chắc là đỡ mình tí nữa mình mang con kia lấy. Mình lấy lấy rồi này nọ cho vui nè. Mình lấy cái khác cả hai á. Vòng sáng các kiểu rồi chứ. Ngựa này ngựa vòng sáng. Anh Evan mà sao nó hiện Evan mà chắc bị lắc Evan rồi. Lát bằng mình vãi đạn.
Nấc vào Nguyễn Bình thôi. Rồi ok. Ok anh em ơi, và sau khi anh em mình xong thì bây giờ Khả sẽ lên đảo mang xích đồ vào và bởi đánh cho vui anh em ơi. Ok, tại nhanh rồi xuống đánh anh em ơi. Đánh là vui. Kỹ năng. Đọc kiên. Ok, đã thôi. Đào ngờ đâu, chiến tranh chia lìa tình ta. Dù mừng giang tấn, với đây đôi đường mùi dặm. Màn sương đêm, dân đã chân trời xa. Thời trái sâu pha cứu nguy chúng bò lâu. Đánh là vui, bây giờ cũng không xác định nữa mà. Đánh tầm này mình tay ngờ xuống mạnh cao một tí chất thôi. Chất bỏ như nào. Chất bỏ như nào. À, tăng điểm. Thành 20 này. Full full down này. Hồi đánh cũng đánh đao này cũng cho lệ nè mà, không thời gian nè mà. Đâu kia mà lấy luôn sức mạnh đánh dứt điểm dứt khóc luôn nè mà. Quý thân phụ. Rồi. Cái này thì thích thì bút thích thôi. Cái này bút thì vui. Rồi xuống đảo nè mày. Còn 5 phút nữa bao danh nè, phải chuẩn bị khả năng thì mới nhận con lôi. Lôi ok. Là Tết mang quá ngay. Bước bùa. À, ok. Đó, cái này được càng kháng lôi 15 cộng 2 nè mày, nhanh gọn luôn luôn. 15 cộng 2. Này do phải bóp được mấy cái này nè mày, 5, 6, 7 phải bóp được mấy này. Rồi tính tiếp. Bùa nè. Bùa nè. Ok, rồi vô. Ok anh em ơi, và bây giờ chúng ta sẽ vào đánh tăng những món người vui nha mọi người. Điểm thì không có nhiều nữa mày, phải vừa bóp vừa chó một cái kiểu bùi không bao nhiêu hết. Rồi ok, có nhiều cho nhiều nha em ơi.